Được rồi, chắc này khoảng 11 giờ rưỡi đêm. À, bữa nay hình như là ngày ngày 4, ngày mấy vậy ta? Của đêm chứ. Chắc này là 23 giờ 19, có nghĩa là 11 giờ 20 rồi đó. Rồi của thứ ba ngày 4 tháng 6 năm 2024. Thì mình vừa chỉnh xong cái dàn này gọi là cái dàn live stream hay cái dàn thu âm nó có mic loại mic thu âm này, mình chỉnh nguyên một ngày nay thì cuối cùng cũng gần như là tạm thành công đó cô. Mình sẽ chỉnh gốt gáo lại, nhưng mà hiện tại thì cái bộ này nó có một chút rắc rối là cái người nhà mình chỉnh đó, thì đem lên một bộ âm ly, một dàn lược và hai cặp loa, một cặp loa Sony và một cặp loa của Hùng Bâu. Đây, lô con bao nè, bao 201 nè, có 301 có thì nó sẽ hay hơn, 201 thì dòng thấp hơn chút xíu nhưng mà bao thì nghe rất là tuyệt. Bữa hôm mình có quảng cáo cho cô bác à. Thì bữa nay mình cho cô bác nghe thử cái chất âm đúng, đánh đúng cái bộ của nó, nhưng mà tiếc là mình không có cái âm ly của thằng Jaguar. Nếu có cái âm ly của thằng Jaguar nghe mới tuyệt vời. Còn cái này là cái âm ly thường thôi nha cô bác. Nhưng mà bữa hổm mình mua chung với cái cặp thùng nè, nhưng mà hiện tại cái âm ly này mình chưa xài, ở dưới mình gắn vô đây thử. Còn mình đang kéo thôi, kéo cái men 52 sò lận. À, tại vì nguyên ngày nay là cái dàn âm ly cũ của nguyên bộ của người nhà mình chỉnh giùm nè, là nó vì lâu quá không xài đó cô, ở trong là nó bị sét bị ten hết trơn. Mấy cái nút này có những nút mà dặn không được luôn cô, dặn không được luôn. Dàn này dàn ở trên là Sony, còn ở dưới là cái của Việt Nam, bình thường cái lược của Việt Nam, còn ở trên đó là cái âm ly của Sony. Cái này là của cái dàn 5.1, hồi đó là cái người nào mua mới luôn đó cô bác, mua mới mà cách đây cũng mười mấy năm rồi đó. Dàn này dàn 5.1 của Sony, thì nói chung hồi đó nó ra bát chép cũng tốt lắm, nhưng mà do thời gian để lâu á, bây giờ nó đã sét hết rồi, thành ra hắt. Nó hành mình nguyên ngày nay của tôi bắt lên hát nó sèn sẹt sèn sẹt, mà cái tiếng nó ra nó méo xẹo, nó kỳ lắm. Mình cũng ngỡ tưởng là mình câu nó có trục trặc gì, tại vì cái dàn live stream là nó nhiều cái thiết bị lắm cô á. Cái dàn mà thấy nè cô bác nè, thấy nè cô bộ K10 nè, với cái mic này của thằng Tech Tech ta nè. Trời, mình chỉnh là cô bác nhìn thấy một góc độ hải hùng nè. Đó, tựa lưa tùm lum thứ cho ha, thay mic rồi lấy cái tai nghe kiểm âm gì đủ kiểu hết trơn. Rồi cái này là cái bộ nguồn, rồi cái bộ nguồn của phantom nữa, rồi mình mới đấu qua cái men của mình, đấu qua cái vang số của mình, rồi vân vân đủ kiểu cho có thử nguyên ngày nay. Nhưng mà cuối cùng mình cũng thành công là tại vì mình phát hiện ra cái âm ly này, chứ không phải là do cái bộ này mình câu sai, mà tại do cái âm ly này. Cái âm ly Sony nó cũ quá, bây giờ không được rồi. Ngay cả mình lấy cái dàn âm ly cũ của mình câu luôn, và mình lấy cái âm ly mới mua này câu luôn, thì mình mới biết chắc chắn rằng là do cái âm ly đó là nó bị nhiễu rồi. Nó ra cái tiếng kỳ lắm. Thành ra hiện tại là mình gắn cái âm ly này nghe được nè cô. Để chút xíu mình sẽ hát thử cho cô nghe thử một bài, để cô cảm nhận cái chất âm của thằng lo bâu. Mà nếu như kéo đúng cái âm ly nó sẽ hay cô. Còn bữa hổm mình gắn vô cái men đó thì nó không hay, là tại cái men đó là để đánh lo bự. Chứ cái men 52 sò mà đánh cái lo này thì nó kỳ quá. Nó không có đúng, nó không đúng bộ của đúng bộ cái này, tại này lo nhỏ mà, lo nhỏ đâu có ai kéo bằng cái men. Phải kéo bằng cái âm ly này, cái tiếng tí tách nó mới hay quá. Mình thấy nghe được rồi đó. Thì chắc nay 11 giờ 25 phút đêm rồi đó. Để bắt đầu mình mở lên, mình quay một đoạn để làm kỷ niệm nha. Tại vì cũng bỏ công hết cả ngày nay để mình coi thử cái thành quả của mình coi nó như thế nào. Đó, cái âm ly này mình mới chỉnh sơ nha, chưa có chỉnh kỹ tại vì tối quá rồi. Nãy giờ mình gặp cái âm ly này ra để mình thử thì cuối cùng cũng đã thành công rồi. Có thể cái âm ly này ghép với cái dàn này được. Đó, là mình đánh giá cho nó khoảng được khoảng 7 điểm gửi đến có thể 8 điểm, là tại vì cái lo đó hay. Tuy cái lo đó nó hơi nhão một chút rồi, cái lo bầu đó hơi nhão tiếng một chút rồi, có nghĩa là chắc hồi đó có đánh hút công suất rồi,
hút công sức thời gian lâu, cái lo nó hơi nhão, cái tiếng nó không có còn chắc nịch, không có còn tròn trịa 100% giống như là cái chắc âm của nó, mà nó còn khoảng chừng khoảng 7 đến 80% thôi theo mình đánh giá vậy đó. Đó. Còn nhưng mà so với những cái lo thường của bác ư thì nó vẫn ăn đứt, tuy nó giảm so với cái chất lượng của nó thôi, nhưng mà so với cái lo thường của mình ha, là đảm bảo của cái dàn lo của mình tuy nó lớn gì chứ nó là làng là sớm chứ nó không hay đâu, mà mấy thằng nhỏ nhỏ này nè thấy gì cho nó hay lắm. Nếu mà giả sử ha, cái bộ lo đó mà đổi với cái bộ lo mình, là có thể là mình vẫn đổi được có bốn cái lo của mình, có thể mình đổi bốn cái lo đó đó chứ không phải chuyện chơi đâu. Là tại vì nếu như mình ưu tiên cái hay á, thì sẽ lấy bốn cái đó chứ không lấy bốn thằng này nó la làng la sớm cho nó đâu hay. Dạng nồi đồng cốc đá. Còn mấy này nè, nghe nhạc trong nhà tí thấp đồ là hay lắm. Thằng Sony á, thì nó cho chất âm chi tiết, tuy nó không có chuyên karaoke quá, Sony karaoke giờ ẹt, nhưng mà nó đánh cái tiếng chi tiết của những cái bài nhạc xưa tí tách được ha, thì nó hay. Còn lo bow á, là nó có nội lực của, tuy cái lực của nó không có giống như JBL nha, JBL đánh nhạc đen hay lắm, còn thằng bow này á là nó đánh nó có cái độ lực, nhưng mà cái lực của nó trầm chứ nó không có tức ngực giống như JBL, nhưng mà cái tiếng chép bass của nó ngọt hơn, nó ngọt hơn JBL. JBL nó đánh tức ngực cái chứ nó không có chắc ấm bằng thằng thằng bầu. Thằng bầu á, thì cái tiếng nó trầm ấm nó ngọt ngào hơn. Còn thằng JBL á, thì nó cái dạng mà nó lực hơn, nó giống như dũng sĩ rồi, còn cái này giống như hiệp sĩ, còn cái kia giống như là võ sĩ rồi đó. Kiểu như vậy, cái này có nghĩa là nó đánh cái kiểu mà nó tròn trịa, nó ấm áp hơn, nó chi tiết hơn thằng JBL. JBL thì nó chuyên nhạc đen hay hơn thằng bow này, còn bow này nếu đánh chi tiết thì thằng bow này nó sẽ ngon hơn, nó sẽ im hơn. Nếu như mình mua giữa thằng bow và JBL á các bác, nếu như đồng giá tiền mình sẽ mua thằng bow chứ mình không mua JBL, tại vì mình không có chuyên đánh nhạc sàn. Còn những cô bác mà suốt ngày đánh nhạc sàn hay gì, mấy cái người trẻ trẻ người ta thích nhạc sàn hay gì thì đánh JBL thì nó hợp lý hơn. Đó. Còn bow này nghe nhạc chi tiết hay lắm. Thành ra cái dàn này thì nhờ có thằng bow này nó sẽ kéo cái thằng Sony, tại Sony nó ra chi tiết tí tách, nó còn chi tiết hơn thằng bow nữa, nhưng mà ngặt cái gì quá chi tiết cho nên nó gời gạt từng tiếng. Nó gời gạt từng tiếng cơ á. Còn thằng bow á thì nó kết hợp hơn, nhưng mà cái tiếng nó dẫn tiếng nào ra tiếng đó nha. Còn mấy thằng này á, thì tiếng nó lèn lèn với nhau, nó bự cho nó tiếng nó lèn lèn với nhau, có không không có tách bạch rõ ràng. Giống như mình quay phim mà cái màu này với màu kia nó lẹt lẹt với nhau, nó không có phân biệt rõ ràng, là do cái máy quay độ phân giải nó thấp. Thì loa nó cũng vậy đó cô bác, cái loa nào mà cái tiếng nó càng rõ ràng, tiếng chép, tiếng bass, tiếng trà kèn, tiếng trống, tiếng piano, rồi tiếng mà FX, tiếng hiệu ứng rồi vân vân, mà nó gời từng tiếng thì nó sẽ rất là hay, mình nghe mà lắng động được từng âm thanh của cái tiếng gõ, tiếng sáo, tiếng từng cái phím guitar đàn điện giả sử, hoặc là piano nưa, piano đồ vân vân, hoặc là organ á, nó gõ từng tiếng nó sẽ hay, nhưng mà nó gõ từng tiếng cái kiểu như Sony á, thì nó nghe nó đơn điệu. Còn thằng bow này á, thì nó tuy gõ từng tiếng nhưng mà cái dạng mà nó kết hợp tốt của á, thành ra nghe nó liền lạc, trong cái tuy nó gời nhưng mà nó dạng mà nó gần nhau á, thành ra tuy nó tách từng tiếng rõ rõ ràng chi tiết nhưng mà nó không có bị gời gạt như Sony đó. Thì mỗi hãng nó đều có thế mạnh, nhưng Sony á là người ta gọi là nét với Sony, như máy quay rồi hả cô bác, máy quay mà mua Sony là đúng là khó mà nào lại thằng Sony. Rồi máy ảnh bây giờ cũng vậy nữa, máy ảnh bây giờ người ta cũng chuyển qua máy ảnh của Sony đó. Thành ra Sony thì nói về cái độ sắc nét á, thì nó có về hình ảnh á, còn về âm thanh á thì Sony á, thì người ta cũng sản xuất những cái loa nhỏ nhỏ gì nào, có loa nhỏ nhỏ, loa của Sony cũng mắc tiền, người nghe cũng hay, nó cũng chi tiết, nhưng mà nếu như thực sự mà so với thằng Bow á thì thằng Sony chắc nó không có tuổi. Tại mỗi cái nó có một thế mạnh riêng cô á, Sony có thế mạnh này, Bow có thế mạnh kia,
rồi CBL có thế mạnh khác mỗi cái gì. Nhưng mà tạm thời thì mình chia sẻ cô bác để cô bác có thể chọn lựa một cái loa nào đó. Nếu như cô bác mua loa để nghe trong gia đình đó, thì cũng như bữa trước mình đã chia sẻ là cô bác có thể mua một cặp bầu, một cặp loa bầu với một cái ampli của Yanggua đó. Bầu nè, tên này BOSE nghe quá, BOSE chứ không phải là Boss của Boss là BOSS, còn này là Bow là BOSE. Thường là nó xuất xứ là Made in USA của bác, là của Mỹ á. Rồi có một số thì sản xuất là Made in Mexico, rồi có một số thì Made in China luôn đó, có ba loại gì đó. Thường cô bác gắng chọn cái loại nào mà Made in USA thì nó sẽ im hơn đó. Rồi. Thì cặp này là cặp Bow series 201, series 5. Cô bác có thể mua thằng Bow 301 á, thằng này mới có 201 thôi nha. Cô bác mua loại 301 á, nó khoảng 2 tấc 2 tấc rưỡi vậy đó. Rồi, vậy giấc này mình thử có sẽ nghe nha, giấc này đúng 11 giờ 30 đêm rồi đó. Nhưng mà cái này mình hát loa nhỏ thành ra nó không có ảnh hưởng nó hàng sớm không sao. Để mình thử để cô bác nghe thử cái chất âm của cái loa Bow kết hợp với loa Sony và cái amply là amply thường thôi nghe quá, amply Yanggua nó sẽ hay hơn, cái tiếng nó sẽ ấm hơn, trầm hơn, tại vì nó có tiếng mà dân Yanggua mà amply của nó thì mình khó mà chê nó được lắm, cái chất âm nó hay lắm. Còn mấy cái thằng mic thu âm của thằng Tekta này nghe cũng tốt không cô bác, cái tiếng nó sạch, cái tiếng nó sạch sẽ lắm, nó không có bị lèn tiếng và nó không có bị cái tạp âm nhiều đó. Chắc là mình thử nha, mình có nghe thử cái bài mà hôm gà mình hát cái lo kia, bữa nay mình hát cái lo này thử coi nó khác không nha. Hết pin mình mới ghim cục sạc dự phòng vô. Cái này là cái mic thu âm vô á, thường là người ta treo rồi có cái lọc âm rồi, nhưng mà mình gỡ ra hết rồi để mình cầm để mình thử cho nó gọn á. Mình đeo cái mic lọc âm nè, còn nếu như không có cái mic lọc âm á thì nó cứ lỗi như nè đó, nó đúng cái hướng của nó thì cái âm thanh nó mới hay nha, còn bên hông là nó không hay. Nhưng mà tùy loại của cái mic thu âm nữa, có loại 30 60 60 độ, có loại thì 120 độ, có loại 360 độ, nhiều loại lắm. Mà cái loại này loại rẻ tiền thôi. Mã là tách Tekta 8B. Rồi, thử nha. Để cao cao lên chút xíu rồi. Ui. Mãi đây tôi về bỏ lại sau lưng những hầm trong vai, tôi hiên ngang trong niềm vui rộng lớn, trả lại cho ai những đìa xanh quá hái hồng mà người đời từng biết tên. À dao cam xanh pháo nổ trên cổ thành, xin vinh thăng nhưng mỏ xanh cỏ biết có kẻ hôm qua đã ngủ yên trên chiến trường, tuổi chiến trường dài hơn tôi mình. Tôi xin đa tạ những người tình hôm nay đã trẻ đường dài, xin cảm tạ cuộc đời đã cho tôi thấy mặt bạn bè những người con quanh tôi.
mãi đây không còn đàn hồ trên cao xác dựng trong chiến hào. Tôi ra đi đi từ Nam về Bắc ghé lại sông Hương thăm người thương thăm phố phường thăm mấy buồn và nghe tin pháo nổ trên cổ thành xinh vinh thăng những mùa xanh cỏ biếc có kẻ hôm qua đã ngủ yên trên chiến trường tuổi chiến trường dài hơn tuổi mình. Tôi xin đa tạ những người tình hôm nay trẻ đường dài, xin cảm tạ cuộc đời đã cho tôi thấy mặt bạn bè những người con quanh tôi. Mãi đây không còn đàn nổ trên cao xác vụn trong chiến tôi ra đi đi từ Nam về Bắc ghé lại sông Hương thăm người thương thăm phố phường thăm quê buồn và nghe tin tôi ra đi đi từ Nam về Bắc ghé lại nó như thế nào nha. Cái bộ này nó dở cả là nó hú quá thành ra là mình cũng không có năng tiếng hung, thành ra ca thì nó cũng hơi mệt chút xíu đó, thì cái chất âm nó khá là hay. Cái này thì cái tiếng nó ra nó sạch bông rồi, có cái tiếng nó ra nó tròn lõn rồi, nó sạch bông rồi. Nói chung thì ca thì nó sẽ im hơn cái dàn của mình. Chỉ là cái tiếng nó nhỏ thôi nhưng mà nó hay hơn. Còn này nó bự nhưng mà nó không có hay đâu. Rồi, để mình quay thử một đoạn để có mình tham khảo thử cái dàn nhỏ so với cái dàn lớn của mình ca bữa hổm thì nó như thế nào. Mà cái dàn lớn nó khó một cái là phải bắt lớn lớn thì nó mới ra đúng công suất của nó thì nó mới hay. Nhưng mà lớn quá thì cái máy quay nó chịu không nổi quá, thì nó lấy cái âm thanh nó sẽ bị bể, nó cũng khó vậy đó. Còn cái dàn nhỏ thì mình bắt vừa vừa như mình ca nè, thì cái máy quay nó thu âm nó sẽ chuẩn hơn là khi mình bắt cái dàn lớn, cũng một cái máy quay đó. Nhưng mà dàn lớn quá thì nó sẽ bể âm thanh của nó. Còn cái dàn nhỏ này thì mình quay tiếng nó sẽ hay hơn. Nếu như giả sử mình hát cùng một bài nhạc rồi giả sử. Nhưng mà cái bộ này thì mình đánh giá nó được khoảng 7 điểm rưỡi đến 8 điểm đó cô á. Nếu như cái âm ly này kết hợp với cái dàn này thì mình thấy là cũng hay rồi đó. Cái âm ly này là âm ly của Kalisua. Thì cái âm ly này là cũng trung bình thôi, trung bình hơi khá khá thôi, chứ không phải là quá đặc biệt. Nếu như hay á thì phải kể đến cái âm ly của thằng Yangua. Mình thích thằng Yangua cô á. Nó karaoke cũng hay lắm, dàn gua. Còn cái dàn này thì mình mua về sáng bắt đĩ gã sắm giảng nghe. Tại bữa hỏi mình mua là mua cái cặp nhỏ này có cái cặp 3 tắc nhỏ này thôi. Nhưng mà sẵn là dọ được cái cặp 4 tắc này cũng cùng một hiệu MS đó cô. Rồi sẵn là mình mua luôn chứ không phải là mình mua cái giặt lớn này.
thành ra bỏ thì thương mà dương thì tội đó, thành ra nó ra người dạng chà bá vậy đó. Rồi bữa nay thì coi như mình đã xong rồi đó. Tại vì chút xíu mình sẽ dẹp sơ vô quá, thành ra chắc là còn một bãi chiến trường, lấy cái âm ly cũ của mình ra nào mình thử. Âm ly này thì mình tháo ra hết rồi cô bác, mình chỉ còn lại cái guộc thôi để mình mình đi giáp. Cái này là cái chân của cái mic thu âm đó cô bác. Mic thu âm mình đang hát cái mic này thì cũng nghe cái tiếng sạch lắm cô bác, nó sạch hơn cái mic thường, tại vì mic nó là chuyên cái mic thu âm mà. Cái tiếng nó sạch bông à cô bác, nghe thử à. Thì nếu mà đúng karaoke nữa thì mình sẽ ngồi chỉnh thêm một chút nữa, nhưng mà tạm thời đó thì như vậy thì mình thấy nó cũng tạm được à. Còn chỉnh mà nó chuẩn là phải có cái người ca mình chỉnh mới được quá, còn mình vừa ca mà mình vừa chỉnh là chỉnh không được, tại cái âm thanh đó mình nghe nó gời ở ngoài khác, còn khi mình vừa cầm cái mic mình hát thì cái âm thanh của mình hát đó nó sát bên mình đó, cái mình nghe một phần cái âm thanh của mình hát à, thành ra mình sẽ không chỉnh được cái âm thanh của cái lò à. Có cái người hát thì mình chỉnh thì nó sẽ đỡ được chút xíu nữa, nhưng mà tạm thời thì mình thấy cái dàn này nó cũng im à, chỉ là cái lo bâu đó, cái tiếng nó không có còn đủ 100% cái nội lực đúng như cái chất của con bâu nữa, tại vì theo năm tháng của cái này là cũng mười mấy 20 năm rồi à, thành ra là nó cũng theo thời gian nó cũng xuống à, mấy cái lo mà mình hát thời gian nó sẽ bị nhão lo của bác, dù lo xịn tới đâu cũng vậy, thì cái tiếng của nó sẽ không có còn tròn, bass chép của nó ra không có còn đúng với cái lúc nó xuất xưởng nữa, đó là theo thời gian à. Giống như người ta của bác còn trẻ trẻ nói giọng ấm áp ngon lành lắm, tới chừng già già nói chuyện khào khào. Rồi chắc này cũng trễ rồi, quay một đoạn để làm kỷ niệm thôi. À, rồi, vậy là phim của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Cái này là đồ của người ta gửi nhờ chỉnh giùm đó cô bác, chứ không phải là đồ của mình đâu nha. Rồi.